Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ like, share video và comment nhận xét những nhận xét của quý vị dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Biện pháp này rất đơn giản. Từ lời khai của Trắc Tân, Lâm Thiên Hổ đầu mình đầy bụi bặm như vậy, có thể khẳng định là dưới giường có bụi đất, cho nên khẳng định sẽ để lại dấu bàn tay hay chỉ tay của Lâm Thiên Hổ. Nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Mạnh Thiên Sở không muốn dùng biện pháp này rồi phải giảng giải cho người một khóa về chỉ tay. Những kiến thức quá hiện đại làm không khéo có thể có tác dụng ngược lại, khiến người ta nói hắn đang làm trò quỷ. Lần này không cần Mạnh Thiên Sở phải khổ công, vì những suy đoán chính xác của hắn phía trước đã khiến Lâm Thiên Hổ giương cờ trắng đầu hàng. Hắn nghe Mạnh Thiên Sở nói chuẩn xác như vậy, biết hành động của mình đã bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay, bây giờ nên tự biểu hiện một chút trước thì hay hơn. Cho nên Lâm Thiên Hổ tự vả miệng mình, dập đầu thưa: "Sư gia, tiểu nhân có tội, tiểu nhân vừa rồi nói nhăng nói cuội, chỉ có điều tiểu nhân chỉ muốn nấp dưới giường nghe chuyện đồng phòng thôi, không có mưu đồ gì khác, thật đấy, cầu xin sư gia minh xét cho." Chuyện náo loạn tân phòng này cũng có phong tục nghe lén dòm trộm, bao gồm cả chui xuống sàn giường nấp lén. Nhưng mà loại sự tình này thường đều do các đứa bé làm, chủ yếu là cho náo nhiệt chứ không phải vì sắc. Phần lớn là bị kéo ra khỏi sàn giường, đá vào đít hai cái đuổi ra ngoài, cười ha hả vài tiếng rồi thôi. Cũng có trường hợp không phát hiện được, ngày hôm sau người nghe trộm sẽ đem tình tiết nghe được thêm mắm dặm muối kẻ cả lên, như vậy cả làng cả xóm cùng vui. Tuy nhiên, giống như Lâm Thiên Hổ đã quá 30 tuổi mà còn chui xuống giường nghe lén, không khỏi khiến người ta nghĩ đây chẳng phải là để vui mà là vì mục đích xấu xa nào đó. Mạnh Thiên Sở không phải là học giả về dân tục, đối với phong tục nghe lén tân phòng chả có hứng thú gì. Điều hắn quan tâm là Lâm Thiên Hổ có phải thật trốn dưới giường nghe lén hay không, có làm chuyện gì khác hay nhìn thấy gì khác hay không, nên hỏi: "Ngươi đem tình hình nghe lén kể lại cho ta xem. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà dám nói láo lần nữa, ngươi biết chúng ta sẽ đối phó với ngươi như thế nào chưa?" "Dạ, dạ, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám." Lâm Thiên Hổ run rẩy khai: "Tối hôm qua, tôi và Trắc Tân rời khỏi vườn, trở về bàn rượu. Trắc Tân tâm tình không được tốt, cứ lúc rượu tì tì, nhanh chóng say đi. Tôi liền định đi nghe trộm. Tôi biết Trắc Tân không muốn làm chuyện đó, nên không cho hắn biết." Mạnh Thiên Sở chen lời hỏi: "Ngươi sao biết hắn không muốn nghe hay xem? Tối qua hắn chẳng phải là cùng ngươi đi dòm trộm hay sao?" "Không phải đâu, hắn chỉ muốn nói chuyện với Lâm Tư. Tối qua lúc chúng tôi nhìn lén qua cửa sổ, Viên Thiết Sơn đã cởi y phục của Lâm Tư, hắn liền tức giận đấm vào cửa sổ một quyền, cho nên mới để cho Viên Thiết Sơn phát hiện ra." "Ngươi nói tiếp đi." "Dạ, dạ, tôi thấy Trắc Tân uống say rồi, liền mượn cớ đi nhà sĩ, lén lén rời khỏi tiểu yến, tránh khỏi thị tuyến của người hầu. Đến được tân phòng, tôi vốn định tránh ở sau cửa sổ tiếp tục dòm trộm. Kết quả vừa tiến vào vườn đã phát hiện cửa tân phòng mở. Tôi hơi kỳ quái, nấp ở một bên dòm trộm một hồi, không phát hiện có động tĩnh gì, chỉ nghe trong phòng có tiếng ngáy, âm thanh rất lớn. Tôi không dám trực tiếp tiến vào phòng mà luồn qua cửa sổ bên cạnh, ngập ướt ngón tay chọc giấy khe cửa nhìn vào trong. Bên trong tối đen, chờ mắt tôi thích ứng với quang tuyến trong phòng rồi, nhìn rõ trong phòng không có người khác. Tiếng ngáy phát ra là ở trên giường, đại khái của Viên Thiết Sơn, tôi đoán là họ đã ngủ, liền to gan vào phòng thông qua cửa, chui xuống đáy giường." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Người ta đều đã làm xong chuyện rồi, ngươi còn chui xuống giường làm gì?" "Cái này sư gia, ngài không biết đâu, nghe lén chuyện động phòng là phải nghe phần sau kìa." Nói đến chuyện nghe lén tân phòng, Lâm Thiên Hổ liền lấy lại tinh thần, quên luôn sự đau đớn và vết sưng như heo do bị đánh vừa rồi. "Đó là vì sao?" Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ hỏi. "Tôi nghe lén nhiều rồi, phát hiện nửa đầu đêm tân nương đều không dám cởi mở, làm chuyện đó không dám lên tiếng, nghe không thú vị gì cả. Chờ đến sau nửa đêm, các nàng đã nếm được vị ngọt đầu và cũng cho rằng người khác đều ngủ hết, bây giờ mới yên tâm mà hưởng thụ tiếng rên rỉ, vì thế nghe mới thú." "Cái tên này, người cũng thật là vô sỉ đấy." Mạnh Thiên Sở cười cười mắng. Thái Chi Huyện ở bên cạnh định cười nhưng không tiện cười, chỉ đành ho nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên uống chút để che giấu đi. Vương Bộ Đầu và các bộ khoái ở bên cạnh là người thô kịch đã ôm bụng cười không còn biết gì nữa. Lâm Thiên Hổ không cho đó là điều đáng hổ thẹn,
đắc ý dưng dưng chuyển đầu nhìn các bộ khoái, thấy bọn họ rất cao hứng, nhịn không được nói tiếp. Thời gian trước nhà Trưng viên ngoại cưới dâu, nữ tử đó nhìn có vẻ yếu đuối, thế mà tiếng rên trên giường nghe hãi, quả thật là... được rồi, ngươi dẹp mẹ cái vụ đó đi. Ngươi tưởng đây là chỗ để khoe khoang khoác lác uống rượu, nói tránh nói tướng hay sao? Dạ, dạ. Lâm Thiên Hổ vội nín miệng, ho khan mấy tiếng dập đầu. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: tiếp chuyện vừa kể lúc nãy đi, ngươi chui dưới gầm giường rồi xảy ra chuyện gì nữa? Lâm Thiên Hổ đáp: tôi chui xuống gầm giường xong, chờ rất lâu, trên giường ngoài tiếng ngáy to ra, không có động tĩnh gì cả. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, vợ đẹp ở bên cạnh, tên mập họ Viên này lại ngủ được sao? Nếu là tôi thì đã sớm quậy tưng rồi. Thật là tức mà, tôi ráng nhẫn lại chờ, chờ rất lâu thì cảm giác có người tiến vào. Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi: cảm giác? Đúng vậy. Lâm Thiên Hổ chỉ vào cái giường lớn bên cạnh. Giường này vừa rộng vừa lớn, tôi sợ bị người phát hiện nên trốn vào sát bên trong, cho nên tình huống bên ngoài gần như không thấy được gì cả. Dưới giường không đối thẳng cửa chính, người ngoài cửa tiến vào, ở dưới giường không nhìn thấy gì cả. Cộng thêm trong phòng không có đèn, tối om om, cho nên càng không nhìn thấy rõ. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn giường, gật đầu. Người cảm giác người tiến vào này là ai? Cái đó thì cảm giác làm sao được, nhưng bằng vào cảm giác và động tĩnh thì đó nhất định phải là nam nhân. Nam nhân? Y làm cái gì? Tôi nghe y tiến vào từ cửa, khẽ nhón chân nhón tay, đến cuối giường đứng một hồi rồi bò lên, tiếp đó trên giường loạn động. Nói thật nghe người đó tiến vào tân phòng để thâu gian. Tôi lúc đó rất hối hận, tôi dù sao cũng không có cái gan đó. Tiếp theo đó tiếng ngáy ngừng lại, người thâu gian cũng bất động. Lát sau tiếng ngáy lại từ từ vang lên, có điều rất khẽ, lúc có lúc không, người đó không động tĩnh gì nữa. Một lúc sau mới nghe y từ từ bò xuống ở cuối giường, nhón chân nhón tay bỏ đi. Người này là ai? Mạnh Thiên Sở rõ ràng biết không thể tìm ra đáp án từ miệng Lâm Thiên Hổ, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu, đồng thời chuyển đầu nhìn Thái Chi Huyện. Thái Chi Huyện cảm thấy đây là thời khắc quan trọng nhất, thần tình cũng khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở. Sư gia, tiểu nhân thật không biết mà, trong phòng quá tối, tôi lại trốn trong cùng, không nhìn thấy, dù gì thì nghe động tĩnh rất có thể là nam nhân, hơn nữa, nữ nhân lúc này lên giường làm cái gì? Cái đó cũng đúng, như vậy thì án này phức tạp hơn rồi, một tên nghe trộm, một tên thâu gian, quả thật là bị ổi. Nếu như Lâm Thiên Hổ nói là thật, như vậy kẻ thâu gian này rất có khả năng là hung thủ gian sát Lâm Tư. Thời gian xuất hiện của y vừa khéo trùng với thời gian Lâm Tư bị hại. Lúc người này tiến vào thâu gian, có thể là Lâm Tư đã phát giác không phải là trượng phu của mình, tiến hành đề kháng. Nhưng Lâm Tư vốn là một nữ tử yếu đuối, lại bị Viên Thiết Sơn chuốc cho say, cho nên phản kháng khá yếu ớt. Trong khi đó, Viên Thiết Sơn nằm bên cạnh say như chết, cho nên không bị thức tỉnh. Hung thủ để ngăn không cho Lâm Tư la hét, đã dùng tay bịt miệng bịt mũi của Lâm Tư, khiến cho nàng bị ngộp thở mà tử vong. Mạnh Thiên Sợ hỏi: người đó tiến vào, đại khái là vào khoảng khắc nào? Lâm Thiên Hổ ngẫm nghĩ: dù gì thì tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đó theo y, trở về tiệc rượu. Qua một lúc thì tiệc tan, trên đường đi đại khái mất một bữa ăn cơm, về nhà thì nghe tiếng gõ canh tư. Như vậy xem ra người đó tiến vào khoảng giờ tí, tránh một khắc. Y chỉ ở một lúc, rời khỏi đó đại khái khoảng giờ tí, tránh hai khắc. Cổ đại tính toán thời khắc theo 12 thời thần, canh giờ, một ngày đêm, mỗi thời thần tương đương 2 giờ ở thời hiện đại. Một thời thần chia ra làm hai bộ phận thượng và hạ, phân biệt gọi là mỗ sơ và mỗ chính. Mỗi một bộ phận chia làm 4 thời khắc, gọi là mỗ sơ, mỗ khắc và mỗ chánh, mỗ khắc. Lấy giờ Tý làm ví dụ thì giờ Tý từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ khuya, cho nên Tý sơ là 11 giờ, Tý chính là 12 giờ. Như vậy, Lâm Thiên Hổ nói Tý chánh hai khắc chính là khoảng 12 giờ rưỡi khuya. Như vậy, Mạnh Thiên Sở đã nhìn thấy hy vọng phá án. Hiện giờ, hắn cần phải tra rõ vào giờ Tý chính một khắc đến hai khắc đó, những người hiểm nghi đang làm gì, có người làm chứng hay không. Có 11 người trong vòng hiểm nghi, chuyện thâu gian thì có thể bài trừ hai vợ chồng họ Viên và họ Lâm. Lâm Thiên Hổ nếu thật sự ở dưới giường thì cũng có thể bài trừ. Vậy còn 6 người, Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, hỏi Lâm Thiên Hổ: Trương Huyện Thừa Trương Thí, nho học đề cử, tư giáo dụ Chu Mặc, hình phòng tư lại Ôn Minh, công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập, thư lại Chất Tân, Lý Sung Nhân,
trong 6 người này, người nhận thấy ai là kẻ có khả năng gây án nhất? Ngoài ra, còn có người nào có thể gây án nữa không? Lâm Thiên Hổ bấm đốt ngón tay tính toán. Chắc Tân xem ra không thể, hắn hận Lâm Tư quá. Hơn nữa, hắn từng nói với tôi, trước đây khi hắn cùng Lâm Tư tự định việc chung thân, đã có cơ hội chiếm được thân thể của nàng ta, nhưng hắn không làm vậy. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, giờ nào việc đó, lúc trước không muốn, bây giờ muốn cũng không chừng. Hơn nữa, trong cơn tức giận, để hà giận, giết người cũng là chuyện thường. Nhưng Mạnh Thiên Sở không hề làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lâm Thiên Hổ. Nghe hắn nói tiếp. Lâm Thiên Hổ nói tiếp, Trương Huyện Thừa và Chu Giáo Dụ đều không có khả năng, bọn họ đường đường là Huyện Thừa, Giáo Dụ, sao có thể làm chuyện bị ổ như vậy? Mạnh Thiên Sở lại nghĩ, chi nhân chi diện bất chi tâm, Chu Giáo Dụ hắn không rõ, căn cứ lời Chắc Tân nói, tối qua trong tiệc rượu, Trương Huyện Thừa này lén đi ra ngoài mấy lần, còn thấy từ phía tân phòng hoảng hốt trở về, khẳng định là có làm trò quỷ. Thiên Hổ nói tiếp, đối với Ôn Tư Lại, tiểu nhân không hiểu lắm, nhưng công phòng Tư Lại Nguyễn Gia Lập là một tên sắc quỷ. Nghe nói lúc ông ta 15-16 tuổi đã từng chọc ghẹo vợ người ta, suýt bị đánh chết đấy. Bắt đưa lên quan nhân vì tuổi còn quá nhỏ nên không bị trị tội. Nhân vì chuyện này, ông ta thân bại danh liệt, văn trường tuy rất tốt nhưng vô dụng thôi, bất đắc dĩ phải là một Tư Lại mà thôi. Thì ra, vì công phòng Tư Lại còn có chuyện như vậy, người này đã có tiền án, có lẽ nào là do y làm hay không? Án càng lúc càng phức tạp, đầu của Mạnh Thiên Sở bắt đầu căng ra. Cuối cùng còn có Lý Sung Nhân, người này thế nào? Lén lén lút lút, dù sao tôi cũng không thích y. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh, gườm mắt nhìn Lâm Thiên Hổ, thầm nghĩ ngươi quả thật là có miệng tọc mạch người, không gì là không nói được. Bản thân là một nhân vật lén lén lút lút còn đi nói người khác. Hắn hỏi, ngươi tối qua thấy y có làm gì không? Lâm Thiên Hổ thầm nghĩ, cái này thì không, con người ông ta rất kiệm lời, chỉ cúi gằm đầu uống rượu, sau đó tôi đến tân phòng nghe lén, không lưu ý đến ông ta. Khi trở lại thì thấy ông ta vẫn còn ở đó, đã sắp canh tư rồi, cho nên 7 người chúng tôi cùng rời khỏi đó cùng một lúc. Mạnh Thiên Sở ra lệnh đưa Lâm Thiên Hổ đi, tiếp theo đó hắn muốn hỏi Trương Huyện Thừa. Huyện Thừa tương đương phó huyện trưởng, trong tình huống bình thường đương nhiên khách khí với Mạnh Thiên Sở, nhưng nếu đến lúc đối mặt thực sự thì ông ta dù sao cũng là quan, Mạnh Thiên Sở là dân, dân không thể thẩm vấn quan được. Do đó, lần hỏi han lần này phải do Thái Chiêu, Thái đại nhân tự nhân xuất mã mới được. Hắn kề tai Thái Chiêu chi huyện nói nhỏ dặn dò một hồi, chỉ cách ông ta hỏi những vấn đề quan trọng, sau đó mới thông chi đưa Trương Thị, Trương Huyện Thừa lên. Trương Huyện Thừa tiến vào phòng, Vương Dịch Vương Bộ Đầu nhắc một cái ghế mời ông ta ngồi. Mạnh Thiên Sở ngồi sau Thái Chi huyện, nghe ông ta thẩm tấn. Thái Chi huyện ho khan một tiếng, công tay nói, Trương đại nhân, Lâm Tư từ canh ba đêm qua bị giết, hơn nữa trong thời điểm đó ông có mặt ở gần hiện trường, 7 người các ông đều bị liệt nhập vào đối tượng hiểm nghi, bổn quan cần phải điều tra bài trừ từng người một, chỗ nào đắc tội thỉnh bỏ qua cho. Trương Huyện Thừa vội đứng dậy cung thân làm lễ. Thái đại nhân nặng lời rồi, đây là điều tra cần thiết cho tra án, ty chức hoàn toàn có thể lý giải, nhất định tận lực phối hợp. Thái Chi huyện gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát rồi hỏi, Trương đại nhân, thỉnh nói trước quá trình đã kinh qua trong viên phủ tối qua của ông, từ khi Chắc Tân đại náo tân phòng trở về sau. Dạ. Trương Huyện Thừa lén nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, cười ruồi nói, tối qua ty chức và đại nhân sư gia rời khỏi tân phòng trở về bàn rượu, uống một hồi nữa thì đại nhân và sư gia đi về. Ty chức ham uống, lưu lại uống tiếp, chơi quyền lệnh cho đến canh tư. Tôi nói đêm khuya rồi, về thôi, mọi người mới cùng tan tiệc. Sáng sớm hôm nay, ty chức nghe nói con dâu của viên gia bị giết, vội đi đến. Kinh qua sư gia kiểm nghiệm mới biết thì ra là bị người giết. Hung thủ này thật ngoan độc, giết luôn thê tử của người ta trong đêm tân hôn. Nếu bắt được, nhất định phải thiên đao vạn quả. Thái Chi huyện chờ y liến thoáng, nói một hơi một hồi những lời khẳng khái trần từ xong, bây giờ mới hỏi, Trương đại nhân, tối qua trên bàn tiệc ông có đi ra ngoài không? Ra ngoài đi đâu? Ví dụ như đi nhà vệ sinh hoặc là chỗ nào đó. À, uống rượu cả đêm, đi nhà vệ sinh khẳng định là phải có rồi. Có đi, đi mấy lần nữa ấy. Ai, mê rượu hư việc, chơi quyền lệnh, thua rồi lại không nguyện ý thua, người mất mặt, cũng lén chạy ra ngoài nhổ ra, xong trở lại chơi quyền uống tiếp, làm trò cười rồi. Mạnh Thiên Sở nghe ông ta thừa nhận chơi quyền lệnh thua, chạy ra ngoài nhiều lần để nhổ rượu ra vào chơi tiếp, không khỏi sinh lòng nghi ngờ.
thường những người uống rượu không tự nhận mình uống rượu gian dối. Trương huyện thừa nói như vậy chẳng lẽ là muốn giấu giếm điều gì? Thái chi huyện cười cười hỏi, ngoài nhà sĩ, Trương đại nhân có từng đi chỗ nào khác không? Chỗ nào khác? Không có. Thái đại nhân không phải hoài nghi Ti chức hành hung gây án đấy chứ? Như vậy quả thật là oan uổng quá. Thần tình của Trương huyện thừa có phần hoảng loạn. Trương đại nhân lo xa rồi, bổn quan không nói như vậy, chỉ cần làm rõ một số sự tình mà thôi. Sắc mặt của Trương huyện thừa bấy giờ mới hơi giãn ra. Ti chức đích xác là chỉ đến nhà sĩ, ngoại trừ đi vệ sinh còn có đi nhổ rượu, cho nên ra ngoài nhiều lần, nhưng những chỗ khác Ti chức không hề tới. Thế nhưng có người nhìn thấy ngươi tới qua từ hướng tân phòng đi tới, chuyện này là thế nào? Thái chi huyện khoan thai hỏi, ai nói vậy? Thật đúng là nói bậy nói bạ mà, tôi căn bản không đến tân phòng, ngoại trừ lần trước đó cùng thái đại nhân, mạnh sư gia cùng tới, sao lại có người nhìn thấy tôi được? Đơn giản là đáng tức cười mà, đúng là trò đùa ác mà. Tuy là cười, nhưng về mặt cười của Trương huyện thừa rõ ràng là rất khiên cưỡng. Thái chi huyện chờ cho ông ta cười gần xong mới hỏi tiếp, đích xác có người nhìn thấy ngươi từ phía tân phòng đi đến, người đó nấp đi, nhìn rõ Trương đại nhân, ngươi thần tình có vẻ hoảng loạn, điều này rốt cuộc là sao hả? Thuần túy là ngậm máu phun người mà. Trương huyện thừa tức giận đỏ hồng mặt đứng dậy, hô tay múa chân, tôi đến tân phòng làm cái gì? À, lân tư đó tuy có mấy phần xinh đẹp nhưng cũng không phải là thiên tiên, tôi đường đường là huyện thừa, sao lại đi làm chuyện tiền giang nậu sát như vậy được? Lời nói của ông ta có phần kịch liệt, có chút quên cả tôn ti thượng hạ luôn. Thái chi huyện thấy thần tình của ông ta sục sôi như vậy có điểm bất ngờ, nhất thời không biết nên tiếp tục thẩm vấn tiếp thế nào, quay đầu nhìn sang Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lạnh giọng hỏi Trương huyện thừa, Trương đại nhân vì sao nói lân tư bị người ta tiền gian hậu sát vậy? Dường như bỉ nhân không hề nói qua là lân tư bị người ta gian dâm qua đó nha. Trương huyện thừa dùng mình cười hăng hắc, ti chức cũng đoán thôi mà. Điều này không đúng rồi, bỉ nhân chỉ nói là lân tư bị người ta bịt miệng mũi gây ngạt thở, không hề nói qua bị hung thủ gian nô, càng không nói qua bị hãm hiếp gian dâm trước sau đó mới giết chết đi. Trương đại nhân sao thoát cái đã chuẩn xác nói ra suy đoán này vậy? Trương huyện thừa sầm mặt, Mạnh sư gia, bổn quan thân là huyện thừa, dường như còn chưa đến lượt ngươi thẩm vấn bổn quan đó. Thái chi huyện hừ một tiếng lớn lạnh lùng bảo, Trương đại nhân, Mạnh sư gia là hình danh sư gia do bổn quan mời về, thế chỗ cho bổn quan tra những án hình danh, lời của sư gia hỏi chính là lời của bổn quan hỏi. Trương huyện thừa chỉ là quan phó trong nha môn, Thái chi huyện là quan trưởng ấn, khảo hạch hàng năm của Trương huyện thừa đều phải qua sự điểm phê của Thái chi huyện, ông ta làm sao dám đối địch với Thái chi huyện, vội vã khom người thưa, dạ Ti chức thất ngôn rồi. Nếu như đã trầm trọng hóa vấn đề thì phải làm cho tới luôn. Thái chi huyện hiểu rằng đây là lúc ông ta phải toàn lực bảo vệ và nâng cao quyền uy của Mạnh Thiên Sở, liền hừ một tiếng thật lớn bảo, hình danh là điều mà bổn quan không dành, Trương đại nhân, hiện giờ bổn quan chính thức cho ông biết sau này toàn bộ sự vụ về hình danh trong nha môn, đặc biệt là những sự vụ liên quan đến phá án, bổn quan ủy thác cho Mạnh sư gia toàn quyền phụ trách. Lời của sư gia là lời của bổn quan. Trương đại nhân, nếu coi thường Mạnh sư gia có nghĩa là coi thường bổn quan, hiểu rõ chưa? Thái chi huyện nói lời này rất nặng, đã có ý tứ muốn trở mặt. Trương huyện thừa biết Thái chi huyện đã động cơn giận, vội không người thấp hơn, Ti chức hiểu rõ. Thái chi huyện bấy giờ mới quay sang Mạnh Thiên Sở bảo, tiên sinh, ông hỏi tiếp đi. Vâng. Mạnh Thiên Sở ho khan một tiếng hỏi Trương huyện thừa, Trương đại nhân, vẫn là câu hỏi vừa rồi, ông dựa vào cái gì mà đoán định lâm tư bị người ta tiền gian hậu sát đây? Cái này Ti chức quả thực chỉ là đoán mà thôi. Nếu như Mạnh Thiên Sở đại biểu cho Thái chi huyện thẩm án, Trương huyện thừa nói lời vừa rồi đắc tội luôn cả hai người, không thể không chịu thua, đổi luôn xưng hô thẳng là Ti chức. Suy đoán không thể nào. Mạnh Thiên Sở bám giết vào vấn đề không buông, nhân vì trước khi chết lâm tư đích xác đã bị người ta gian ô qua, chuyện này chỉ có bỉ nhân biết thôi, ngay Thái chi huyện bỉ nhân còn chưa có dịp cáo chi, ngươi làm sao mà biết được? Kỳ thực trước khi chết lâm tư tuy có trải qua hành vi tính giao cấu, thế nhưng tinh dịch trong nội thể có nhóm máu trùng với nhóm máu của trượng phu Viên Thiết Sơn của nàng, đó là nhóm máu A. Nếu như hung thủ có trùng nhóm máu với Viên Thiết Sơn thì với trang bị của Mạnh Thiên Sở hiện giờ không thể nào kiểm tra ra, vì thế hắn chỉ nói lâm tư có khả năng bị hung thủ gian dâm mà thôi.
Trong khi đó, Trương Huyện Thừa trực tiếp đoán định Lâm Tư là bị người ta tiền gian hậu sát. Như vậy, hoặc là Trương Huyện Thừa chính là hung thủ làm chuyện này, hoặc là ông ta tận mắt chứng kiến, hoặc nghe hung thủ đang tiến hành tiền gian hậu sát với Lâm Tư. Đây là mấu chốt quan trọng có tính đột phá đối với án. Mạnh Thiên Sở đương nhiên phải bám giết không buông rồi. Trương Huyện Thừa cười cầu tài nói, Ti chức đích xác là nói nhăng đoán bậy, cứ coi như ti chức nói bậy đi, chẳng được hay sao? Đương nhiên là không được rồi. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nhưng nếu như lão tiểu tử này cứng họng không chịu công khai, thì hắn cũng lời nói lời thừa với ông ta, tiến hành giám định nhóm máu trước rồi hẵng hay. Mạnh Thiên Sở nói, Trương đại nhân, bị nhân hiện giờ cần lấy một chút máu của ông tiến hành kiểm tra, để xác định coi ông có phải là hung thủ hay không. Nói xong, hắn mở dương pháp y, lấy một con dao, lấy máu, rút trích máu từ Trương Huyện Thừa, mang đến phòng khách cách vách đơn độc tiến hành xác định nhóm máu. Kết quả khiến mắt của Mạnh Thiên Sở sáng rực lên, nhóm A. Nhóm máu của Trương Huyện Thừa tương đồng với nhóm máu của tinh dịch trong âm đạo của Lâm Tư, đều là nhóm máu A. Như vậy có thể nói, Trương Huyện Thừa rất có khả năng là nam nhân thâu gian Lâm Tư và Lâm Thiên Hổ cảm giác ở bên dưới giường. Đương nhiên cũng rất có khả năng trong quá trình gian dâm đề phòng Lâm Tư la hét, cho nên y bịt miệng mũi gây chết người. Nếu là như vậy, chỉ cần Trương Huyện Thừa không rửa tay quá kỹ, trong cái móng tay của ông ta nhất định còn lưu lại lớp da bị cào rách trên miệng mũi của Lâm Tư. Nếu như phát hiện được, án này coi như tìm ra hung thủ chắc như đinh đóng cột rồi. Mạnh Thiên Sở mang vẻ mặt âm trầm tiến vào phòng, nói với Trương Huyện Thừa, bị nhân muốn xem bàn tay của ông, xác định xem ông có phải là chân hung gian sát Lâm Tư hay không. Câu này khiến cả Thái Chi Huyện và Trương Huyện Thừa đều cả kinh. Hai người không thể ngờ là Mạnh Thiên Sở còn biết xem tay coi bói. Mạnh Thiên Sở đương nhiên không biết bói toán, hắn chỉ muốn dùng cách xem tay để tra xét xem kẽ móng tay của Trương Huyện Thừa có mảnh da bị cào của Lâm Tư hay không, và để sau này còn có thể lợi dụng cách này để tiến hành dụ cung tất yếu. Vì dù gì thì người cổ cũng rất tin vào cách nói của thầy tướng số. Nếu như cách nói của hắn phù hợp với sự thật, sẽ khiến cho chân hung cho rằng đây chính là tướng người tiết lộ thiên cơ, từ đó thành thật mà khai nhận. Trương Huyện Thừa thấp thỏm giơ tay ra, Mạnh Thiên Sở cẩn thận kiểm tra các kẽ ngón tay của Trương Huyện Thừa, thấy trong kẽ có bùn đen, như vậy cho thấy y không hề tiến hành tẩy rửa kẽ móng tay. Kinh qua kiểm tra tử tế, hắn không phát hiện được vết trượt hay mảnh vụn da nào cả. Mạnh Thiên Sở hơi thất vọng, nếu như không có mảnh vụn da phụ chứng minh, chỉ dựa vào nhóm máu và lời nói hớ của Trương Huyện Thừa vẫn chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn rằng Trương Huyện Thừa là chân hung, thì làm sao đây? Suy nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển nhanh như điện, nhưng mặt không lộ biểu tình gì. Hiện giờ chỉ còn cách lừa ông ta một vố thôi. Hắn lật tới lật lui tay của Trương Huyện Thừa, xong lạnh lùng nói, Trương đại nhân, căn cứ vào bàn tay của ông mà xét thì có thể khẳng định tinh dịch trong người của Lâm Tư chính là do ông lưu lại. Ông còn gì để nói nữa không? Trương Huyện Thừa cả kinh thất sắc, Không phải ta chỉ ở ngoài chờ, không hề tiến vào phòng, làm sao có thể... Vừa nói tới đây, Trương Huyện Thừa chợt dừng phát lại, nhân vì ông ta đột nhiên phát giác mình đã nói hớ lần nữa. Chỉ có điều ông ta phát hiện quá trễ, vì đã thấy Mạnh Thiên Sở và Thái Chi Huyện nhìn nhau với ánh mắt trào phúng. Thái Chi Huyện lạnh giọng hỏi, ngươi ở ngoài chờ chứ không tiến vào phòng ngư? Trương đại nhân, như vậy có thể nói còn có người cùng với ngươi đến đơn phòng nữa, đúng không? Người đó là ai vậy? Trương Huyện Thừa bắt đầu toát mồ hôi chán, không biết đối đáp thế nào. Thái Chi Huyện phủi phủi y bào, vừa hiệu chỉnh lại vừa nói, Trương đại nhân vừa rồi đã thừa nhận mình có đến tân phòng tham dự vụ tiền gian hậu sát Lâm Tư. Nếu như ngươi hiện giờ không giao ra đồng bọn, bổn quan chỉ còn biết phái bộ khoái đưa ngươi đến chỗ chi phủ Kha Kiền Kha đại nhân để ông ta tự thân thẩm vấn thôi. Trong tân phòng dùng làm nơi thẩm vấn này, ngoài Thái Chi Phủ Mạnh Thiên Sở ra, còn có bộ đầu Vương Dịch, bộ khoái Tống Từng Vũ cùng mọi người khác. Những lời Trương Huyện Thừa vừa nói ra có nhiều người nghe, có muốn chối cũng không được. Khi bị đưa đến chỗ chi phủ đại nhân như vậy coi như xong rồi. Trương Thị chưa còn biết cắn răng cúi đầu nói, chuyện này là do thư lại Lý Sung Nhân làm, ty chức không có liên quan. Rốt cuộc là chuyện thế nào, mau kể hết sự thật. Dạ, tối hôm qua ty chức say rượu, Lý Sung Nhân đỡ ty chức đi nhà vệ sinh. Trên đường về, Lý Sung Nhân kiến nghĩ đi nghe lén tân phòng. Ty chức thầm nghĩ nghe trộm tân phòng cũng là tục lệ, cũng chẳng có gì khó cả, khó coi, cho nên trong cơn say đã đi theo luôn.
Đến khi đến tân phòng, bất ngờ phát hiện cửa phòng mở, bên trong tối đen, có thể nghe tiếng ngáy ngáy rất lớn, nhất định là của Viên Thiết Sơn. Thì trước nói bọn họ đã ngủ rồi, nghe không được gì đâu, chúng ta đi thôi. Nhưng Lý Sung Nhân nói hắn muốn vào trông coi, coi xong là đi ngay, cho nên thì trước cứ để hắn đi. Thái Chi Huyện nói: Người thân là mệnh quan triều đình, không ngờ lại còn đồng lõa với thuộc hạ làm chuyện trái khoái lương tâm như thế này. Người kể tiếp đi. Tỳ chức nhất thời hồ đồ, thật là đáng chết mà. Trương Huyện Thừa sắc mặt tái xám, run rẩy nói tiếp: Tỳ chức thấy Lý Sung Nhân lén lén tiến vào phòng, một lúc sau không thấy ra, liền đến ngoài cửa sổ, thấy giấy dán cửa đã bị người ta chọc một lỗ, liền nhìn vào trong, ẩn ước thấy trên giường có Lý Sung Nhân đang bỏ xuống dưới giường, nhón chân nhón gót ra khỏi phòng. Tỳ chức quay ra vườn thì chờ hắn đến, thần tình rất kinh hoàng. Tỳ chức không tiện hỏi nhiều, liền cùng quay trở về. Thái Chi Huyện lạnh lùng nói: Trương đại nhân, nếu như đã nhìn thấy Lý Sung Nhân thâu gian vợ của người ta, đã vượt khỏi phạm chủ nghe lén tân phòng rồi, đó không phải là tục lệ mà là phạm tội rồi. Trương đại nhân, vì sao không lên tiếng ngăn lại? Sau chuyện này tại sao không tố cáo hả? Trương Huyện Thừa vội nói: Tỳ chức chỉ nhìn thấy hắn bò từ trên giường xuống, cụ thể hắn có thâu gian vợ mới cưới của người ta hay không thì tỳ chức đích xác không nhìn thấy. Vậy ngươi vì sao biết hắn tiền gian hậu sát Lâm Tư? Tỳ chức là căn cứ vào việc hắn bò từ trên giường xuống, khẳng định là làm chuyện thâu gian rồi. Sáng hôm nay biết là Lâm Tư chết, cho nên mới suy đoán là tiền gian hậu sát thôi. Thái Chi Huyện vỗ mạnh lên trên tay vịn của ghế: Ngươi nếu như đã suy đoán ra được, vì sao không chỉ mặt tố giác người ta? Tỳ chức hồ đồ. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh cười lạnh nói: Ngươi không phải hồ đồ, mà là ngươi vô cùng giàu hoạt. Lý Sung Nhân nhân tiểu hứng đề xuất đến tân phòng dòm trộm, đó là phong tục cho phép, nhưng cũng mượn nước đục thả câu, làm tổn hủy danh dự của viên chủ bộ, chính là hợp ý với ngươi. Ngươi đi theo tên này để nếu như hắn bị Viên Thiết Sơn phát hiện, chỉ việc xem náo nhiệt cho vui. Không ngờ Viên Thiết Sơn uống say ngủ khò, nghe lén không thành. Còn Lý Sung Nhân thấy ngươi đường đường là một huyện thừa mà không ra tay ngăn cản lại, lại còn đi theo, cho nên dâm tâm tặc đảm càng lớn hơn, cuối cùng tiến vào tân phòng thâu gian. Đối với chuyện này, ngươi không phải không biết, mà là bỏ mặc không thèm để ý. Hy vọng Lý Sung Nhân bị Viên Thiết Sơn phát hiện để ngươi xem náo nhiệt thích hơn, vừa có thể miệng chuyện này làm nhục danh dự của viên chủ bộ. Kết quả Viên Thiết Sơn say rượu ngủ như chết, không phát giác gì. Khi chờ Lý Sung Nhân ra rồi, tính toán của ngươi không thành. Bỉ nhân nói như vậy có đúng không? Mặt Trương Huyện Thừa càng tái nhợt hơn, mồ hôi như hạt đậu từng hạt rơi xuống, thân người run lập cập. Mạnh Thiên Sở ngừng một chút rồi nói tiếp: Nếu Lý Sung Nhân bị bắt tại đương trường là điều ngươi hy vọng nhất, như vậy ngươi vừa có thể xem náo nhiệt, vừa làm mất mặt viên chủ bộ. Cho dù Lý Sung Nhân vạch mặt ngươi cùng tham gia, nhưng đó là khổ cung một đối một, ngươi nhất định không nhận thì chẳng làm gì được ngươi. Thế nhưng lúc đó không bị phát hiện, nên sau khi xong việc, ngươi không còn cách gì lên tiếng được nữa, càng không thể trở mặt. Nếu không xét cho sâu thì ngươi chẳng khác nào làm kén tự trói buộc mình, không thể thoát tội danh dung túng cho người làm gian. Do đó ngươi mới cố chấp không khai ra chuyện này, hy vọng có thể dối trời vượt biển. Trương đại nhân quả nhiên là cao chiêu. Tỳ chức hồ đồ, tỳ chức đáng chết mà. Trương Huyện Thừa run rẩy lệ lạy lia lịa. Căn cứ tình huống điều tra, Trương Huyện Thừa và Lý Sung Nhân rất có thể là chân hung gian sát Lâm Tư. Nếu như phát hiện tội phạm hiểm nghi, ngay từ bây giờ cần phải chế tác khẩu cung bút lục rồi. Mạnh Thiên Sở ra lệnh bộ khoái mau chạy về nha môn gọi Mộ Dung Huynh Tuyết đến ghi khẩu cung. Chẳng mấy chốc sau, Mộ Dung Huynh Tuyết đến, Mạnh Thiên Sở gọi nàng đến bên cạnh, đem tình huống của án thuật lại những điểm chính cho nàng, để nàng có cơ sở thuận tiện ghi rõ và nhấn mạnh những chỗ quan trọng. Lúc này thì bàn giấy và nghiên mực đã chuẩn bị xong. Thái Chi Huyện bảo Trương Huyện Thừa thuật lại lần nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết ký lục rất nhanh, bút pháp ngay thẳng đẹp đẽ, ghi khẩu cung lại hết, rồi cho Trương Huyện Thừa áp bàn tay lên làm dấu. Sự tình sau đó Thái Chi Huyện đương nhiên biết phải làm thế nào. Ông ta sờ cái mũi cà chua, đanh giọng bảo: Huyện Thừa Trương Thị dung túng cho người khác phạm tội, người đâu bắt hắn lại, chờ án này trinh phá hoàn tất, giao cho giám sát ngự xử trị tội. Ngoài ra đem hiểm nghi nghi phạm giám sát Lý Tư là Lý Sung Nhân áp giải vào đây chịu thẩm vấn. Trương Thị biết lúc này có nói gì cũng vô dụng. Rất may tội danh của y chỉ là dung túng, chứ không phải là kẻ chỉ xử hay là xúi dục. Lớn nhất thì mất chức quan là cùng, không thể bị rơi đầu.
Nếu như có thể thành thật khai báo, thái độ tốt, hiệp trợ phá án thì cũng có thể bị cách hạ chức, thậm chí còn giữ được mũ ô sa cũng không chừng. Bộ đầu Vương Dịch cùng bộ khoái bước lên lột mũ ô sa của Trương Thị, sau đó dẫn ông ta đi. Chẳng mấy chốc, Lý Sung Nhân bị trói gô tiến vào, bị ép quỳ xuống đất. Lý Sung Nhân đã sợ không còn chút máu nào trên mặt. Thái Chi Huyện quay nhìn Mạnh Thiên Sở hỏi: "Tiên sinh, tiếp theo nên..." Mạnh Thiên Sở kề tai ông ta nói nhỏ: "Trước hết đánh một trận, sau đó hỏi quá trình giám sát Lâm Tư của hắn." Thái Chi Huyện gật gật đầu, vỗ bàn quát: "Lý Sung Dân to gan, không ngờ dám thâu giang con dâu mới cưới của chủ bộ đại nhân, gan to bằng trời, người đâu, kéo hắn xuống đánh mạnh 30 hào Lý Sung Nhân nghe thế sợ hãi xin tha mạng không ngớt. Đám bộ khoái kéo y ra đè xuống dưới nguyệt đài, đánh bôm bốp một trận loạn côn, khiến cho Lý Sung Nhân thét gào như heo bị chọc tiết. 30 hào đánh xong, mông đít và đùi của Lý Sung Nhân như nở hoa, máu chảy đầy, rồi sau đó y bị lôi vào ném trên mặt đất. Thái Chi Huyện bấy giờ mới lạnh lùng nói: "Lý Sung Nhân, vừa rồi huyện thừa Trương Thị đã đem chuyện y dung túng cho ngươi giám sát Lâm Tư kể hết ra rồi. Hiện giờ bổn quan muốn nghe ngươi khai thế nào. Nếu như có nửa câu không thật, bổn quan sẽ động dụng đại hình chính trị, cho ngươi sống không bằng chết." Lý Sung Nhân nghe Thái Chi Huyện đã đem chuyện như thật kể lại hết rồi, biết đại thế đã mất, dập đầu như gảy bàn toán: "Đại lão gia tha mạng à, tiểu nhân nhất định như thật khai hết ra." Nói: Dạ, tối hôm qua chắc tân náo loạn tân phòng, tiểu nhân nhìn thấy tân lương Lâm Tư tiểu thư liền có chút động tâm, sau đó lại uống vào mấy bôi, gan càng lớn hơn. Bình thường tiểu nhân và Trương huyện thừa quan hệ không tệ, nên nhân tử hứng nói với ông ấy là đi nghe lén tân phòng, không ngờ Trương huyện thừa cũng đi. Như vậy hai chúng tôi mượn cớ đi nhà vệ sinh, trước sau đi đến ngoài vườn của tân phòng. Nhà hoàn và người hầu đều đến phía trước lo làm động bận rộn. Trong nhà vườn có tân phòng không có ai khác, tiểu nhân thấy cửa lớn mở liền đến xem, chỉ nghe có tiếng ngáy của Viên Thiết Sơn, không có động tĩnh gì khác, tiểu nhân to gan tiến vào phòng. Thái Chi Huyện chợt hỏi: "Lúc đó Trương huyện thừa không ngăn ngươi sao?" "Không, tôi nói chúng tôi cùng đến cửa xem, ông ta bảo tôi tự đi, ông ta ở cửa vườn chờ tôi, rồi không nói gì nữa." Tiểu nhân nghe Trương huyện thừa nói vậy, lòng can đảm càng tăng hơn. Thái Chi Huyện lạnh giọng bảo: "Cái đó thì tự nhiên, đừng đừng là huyện thừa, mắt thấy người ta sắp làm việc xấu mà không ngăn cản, còn biến tướng dung túng, chẳng trách gì ngươi lòng tặc to bằng trời, khai tiếp đi." Khi nghe Thái Chi Huyện dục trào phúng rồi dục khai tiếp, Lý Sung Nhân vội nói: "Dạ, tiểu nhân tiến vào phòng, dùng tay che mặt để phòng Viên Thiết Sơn giật mình mà tỉnh giấc, không nhìn thấy được mặt tôi, cứ như vậy tiến vào phòng, không người đến bên giường, nghe thấy tiếng ngáy của Viên Thiết Sơn rất to, tiểu nhân bấy giờ mới yên tâm, thấy Viên Thiết Sơn nằm phục trên người Lâm Tư, ngáy vang, Lâm Tư nằm ngửa ngủ, hai người đều trần truồng, mền gối đã bị đá sang một bên, tiểu nhân thấy hai người nọ ngủ vùi không tỉnh, Lâm Tư lại phô bày hết ra như vậy, tiểu nhân liền nổi lòng dâm, từ cuối giường bò lên định gian dâm Lâm tiểu thư." Mạnh Thiên Sở chen lời hỏi: "Người chui từ cuối giường lên như thế nào?" "Tiểu nhân khom người đến cuối giường, vén đuôi trướng, sau đó bò lên trên." Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, Lý Sung Nhân khai như vậy phù hợp với lời Lâm Thiên Thổ nói, lời khai của hai người có thể tương hỗ ấn chứng, mép màn ở cuối giường cũng bị vén lên, phù hợp với lời khai, cho nên hỏi tiếp: "Lúc người tiến vào phòng, đại khái là thời khắc nào?" Lý Sung Nhân cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Đại khái qua giờ chính tí một chút, qua khoảng một khắc." Điều này cũng phù hợp với lời khai của Trương huyện thừa và Lâm Thiên Hổ, chứng minh Lâm Thiên Hổ ở dưới sàn giường cảm giác có người tiến vào thì người đó chính là Lý Sung Nhân. Án coi như đã được phá một nửa, lòng Mạnh Thiên Sở vô cùng cao hứng. Thái Chi Huyện cũng mừng rơn, tỏ vẻ vui tươi nói: "Lý Sung Nhân, ngươi lên giường gian ô Lâm Tư, sợ nàng ta kêu la mới bịt miệng mũi của nàng ta lại, lỡ tay làm nàng ta chết đi, có đúng như vậy không?" "Không, không, tiểu nhân không có gian ô Lâm Tư tiểu thư, thật đấy." "Nói bậy, ngươi bỏ lên giường, Lâm Tư tiểu thư trần truồng, không mặc cái gì. Liệu ngươi có lên giường, nhìn một cái rồi bò xuống không?" Thái Chi Huyện đương nhiên không tin Lý Sung Nhân là con mèo không chịu ăn mỡ. Lý Sung Nhân hoảng hốt đáp: "Tiểu nhân lên giường, quả thật là có ý muốn gian dâm Lâm Tư tiểu thư. Nhưng lúc đó, Viên Thiết Sơn làm chân người Lâm Tư, tiểu nhân không có cách gì gian dâm mà."
cành mẹ đẻ cành con, thêm chuyện rồi. Thái Chi Huyện và Mạnh Thiên Sở cùng đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Thiên Sở hỏi: Ngươi định dùng cách này để chống chế chẳng phải là quá ngây thơ hay sao? Ngươi nhận ra là chúng ta sẽ tin ngươi sao? Lý Sung Nhân dập đầu thưa: Đại lão gia, sư gia, tiểu nhân nói đây là sự thật, tuyệt không có nửa lời gian dối. Tiểu nhân bò lên giường, thấy tình cảnh này, ngầm kêu xui xẻo, ngầm nghĩ một hồi liền chúa trốn chui vào trong mền, sau đó dùng tay đẩy Viên Thiết Hà, định đẩy hắn xuống. Mạnh Thiên Sở cười bảo: Ngươi cũng giả hoạt đấy, trốn trong mền, làm thì dù Viên Thiết Hà có tỉnh lại cũng cho rằng là Lâm Tư đẩy hắn, tuyệt đối không nghĩ đến là trên giường còn có một người nữa. Thần tình của Lý Sung Nhân bối rối: Tiểu nhân đẩy mấy cái, Viên Thiết Sơn mới trở mình nằm xuống, nằm ngửa mặt ra ngủ, còn ngáy khò khò, nhưng tiếng ngáy đã nhỏ hơn rất nhiều, tiểu nhân không dám chui ra khỏi mền, nhưng thấy Lâm Tư tiểu thư trần truồng nằm bên cạnh, cuối cùng cũng nhịn không được đưa tay sờ một chút, thấy nàng ấy không tỉnh, gan to hơn một chút, nên tiếp tục sờ loạn một hồi. Mạnh Thiên Sở chợt động tâm: Ngươi sờ ở bộ vị nào? Nhũ phong và phía dưới. Chỉ sờ hay sao? Còn nắn bóp nữa. Tiểu nhân thấy sờ mó nàng ấy không động tĩnh nên to gan nắn bóp một hồi, không ngờ Viên Thiết Sơn lật người trở lại, gác một chân lên tay của tôi, hơn nữa tiếng ấy dừng lại. Tôi rất sợ, cho rằng hắn đã phát hiện rồi, vốn định xin tha mạng, nhưng không nghe hắn nói gì, bản thân không dám động, cho đến khi hắn ngáy tiếp tôi mới từ từ rút tay ra. Lúc này thì tôi đã sợ gần chết rồi, không dám ở lại nữa, liền len lén chui xuống cuối giường ra ngoài. Mạnh Thiên Sở hỏi: Ngươi ở trên giường đó đại khái khoảng bao lâu? Đại khái một khắc ạ. Ngươi thật sự không gian dâm Lâm Tư? Vốn là muốn làm như vậy, nhưng Lâm Tư bị Viên Thiết Sơn đè, cho nên không thành. Tiểu nhân nói đây là lời thật, tiểu nhân dám thề với trời. Mạnh Thiên Sở cười lạnh: Không cần thề, bổn sư gia có biện pháp tra ra ngươi có phải là đang nói dối hay không. Mạnh Thiên Sở trước hết kiểm tra kỹ kẽ móng tay của Lý Sung Nhân, không phát hiện có mảnh vụn da. Từ lớp bùn dơ ở kẽ móng tay của y cho thấy y chưa hề thanh tẩy kẽ móng tay, và cũng chứng minh Lý Sung Nhân tuy có vỏ nắn nhũ phong và bên trong đùi của Lâm Tư, nhưng không phải là người đè bịt miệng mũi khiến nàng ta ngộp thở mà tử vong. Hắn lại lấy mẫu máu của Lý Sung Nhân đem sang phòng kế bên tiến hành kiểm nghiệm, hy vọng máu của tên này không phải nhóm ma, nếu không không còn ý nghĩa bài trừ gì nữa. Nếu là như vậy thì thiên hạ quả là đại loạn rồi. Kết quả kiểm tra cho thấy nhóm máu của Lý Sung Nhân là nhóm máu O. Mạnh Thiên Sở thở phào: Do tinh dịch trong âm đạo của Lâm Tư là nhóm A, không phù hợp với nhóm máu của Lý Sung Nhân, cho thấy không có khả năng do y lưu lại, hay nói cách khác Lý Sung Nhân đích xác không hề gian dâm Lâm Tư. Mạnh Thiên Sở trở về phòng kề tai Thái Chi Huyện nói nhỏ: Lý Sung Nhân nói thật, hắn không gian sát Lâm Tư. Thái Chi Huyện gật gật đầu hỏi Lý Sung Nhân: Sau khi ngươi xuống giường thì đã làm gì nữa? Tiểu nhân rời khỏi phòng, thấy Trương Huyện Thừa còn ở cửa vườn chờ, cho nên chúng tôi cùng trở về, lại uống một hồi thì tan tiệc. Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh ghi lại hết khẩu cung, cho Lý Sung Nhân dùng tay ấn vào, rồi bộ khoái đem y áp giải xuống, đem về giam trong phòng đại lao của nha môn. Lý Sung Nhân tuy không gian dâm Lâm Tư, cũng không có lớp da chảy xước bong ra từ vết thương ở miệng và mũi của Lâm Tư, có nghĩa là không có bịt đè miệng mũi của Lâm Tư khiến ngạt thở tử vong. Thấy hắn đã sắp phá được, kết quả tra ra lại công không, minh chứng rõ ràng là Lý Sung Nhân không phải hung thủ thực sự gian sát Lâm Tư, chân hung là một người khác. Mạnh Thiên Sở bắt đầu nặng đầu. Đương nhiên hành vi của Lý Sung Nhân thuộc về phạm vi cưỡng gian chưa đạt, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự của hành vi cưỡng gian chưa đạt này. Án chiếu theo Đại Minh luật thì người nào cưỡng gian chưa thành, đánh trăm trượng, đầy 3.000 dặm, lấy trọng tội mà định. Ở đây coi như đã phá án trong án Lâm Tư bị giết. Hiện giờ chỉ còn lại các người hiểm nghi là hình phòng tư lại Ôn Minh, công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập, huyện Nho Học đề cử tư giáo dụ Chu Mặc 3 người. Kẻ gian sát Lâm Tư nhất định là một trong 3 người này. Có khả năng nhất đương nhiên là Nguyễn Gia Lập. Lão tiểu tử này có tiền án, đã từng vì chọc ghẹo vợ của người ta mà suýt bị đánh chết, từ đó đứt luôn tiền đồ tốt đẹp của mình. Vì thế Mạnh Thiên Sở quyết định tra hỏi Nguyễn Gia Lập trước. Nguyễn Gia Lập bị đưa đến phòng cưới, do đó chưa có chứng cứ chứng minh y phạm tội. Hơn nữa y lớn nhỏ cũng là tư lại của một phòng, tương đương trưởng phòng quản lý nhà đất xây dựng ở một huyện, cho nên Mạnh Thiên Sở để y ngồi trả lời thẩm vấn. Thái Chi Huyện nói: Nguyễn tư lại,
Tối qua vào canh ba, con dâu mới cưới của viên chủ bộ bị người ta giết chết. Kìa hiểm nghi tập trung vào 7 vị khách còn lại đến canh ba tại viên phủ tối qua. Nhân vì tối qua vào canh ba, người vẫn còn ở lại tại viên phủ, cho nên cần tiến hành điều tra với ngươi. Khi Nguyễn Gia Lập bị đưa đến đây, bộ khoái không hề cho y biết nguyên nhân. Khi đến cũng không nói chuyện với ai, cho nên đây là lần đầu tiên nghe được chuyện này, không khỏi giật mình cả kinh. Con dâu của viên đại nhân bị giết sao? Thật là khiến người ta bất ngờ quá. Bị nhân nhất định tận lực hiệp trợ đại lão gia tra rõ án tình. Tư Lại chính là Lại, chức dưới quyền quan giống như viên chức bây giờ, không thể xưng là quan. Do đó ngay cả ti chức chức nhỏ kẻ dưới cũng không có tư cách để xưng, chỉ có thể xưng là bỉ nhân, kẻ hèn, hoặc trực tiếp xưng hô là tôi. Thái Chi Huyện lại nói: hình danh sự vụ của nha môn bổn quan đã giao cho Mạnh sư gia toàn quyền phụ trách, do đó chờ một lát nữa Mạnh sư gia sẽ tiến hành dò hỏi cụ thể, ngươi phải như thật mà hồi đáp. Dạ dạ. Nguyễn Tư Lại cung kính nói với Mạnh Thiên Sở: thỉnh sư gia hỏi đi, bỉ nhân nhất định như thật mà bẩm báo. Mạnh Thiên Sở gật đầu: vậy tốt rồi, tối qua vào canh ba, Nguyễn Tư Lại đang làm cái gì? Canh ba? Nguyễn Gia Lập ngẫm nghĩ: vào canh ba, bỉ nhân đang cùng hình phòng Tư Lại, Ôn Minh đang hoa quyền, On Tu Ti chơi yêu thủ lãnh. Giữa chừng có rời khỏi đó không? Không có, Ôn Tư Lại hoa quyền thua nhiều quá, không phục khí, cứ nhất mực nắm áo tại hạ đòi chơi mãi, dường như là từ canh hai cho đến tan tiệc, chúng tôi cứ hoa quyền liên tục. Tại hạ nhớ rằng giữa chừng chỉ đi nhà sĩ có một lần, lần đó cả hai chúng tôi cùng đi. À đúng rồi, Lâm Trường Quỹ lúc đó nhất mực ở bên cạnh giúp rót rượu. Lúc đó khi đi nhà vệ sinh, tôi và Ôn Tư Lại uống say quá, ông ta lo chúng tôi ngã té cho nên đi theo cùng, ông ta có thể làm chứng. Mạnh Thiên Sở nghe thế trợn mắt ngớ người. Nguyễn Tư Lại lần này còn có người làm chứng, xem dáng vẻ không phải y đang nói dối, nhưng dù sao cũng phải lấy khẩu cung kiểm tra. Mạnh Thiên Sở lệnh cho đưa Nguyễn Tư Lại xuống dưới, đưa Ôn Tư Lại Ôn Minh lên, sau khi hỏi lời khai hoàn toàn trùng khớp với Nguyễn Tư Lại. Hắn lại truyền Lâm Trường Quý đến hỏi kỹ càng, kết quả đúng theo lời hai vị Tư Lại nói. Căn cứ lời của Lâm Trường Quý, từ canh hai đêm qua, Ôn Tư Lại và Nguyễn Tư Lại cùng hoa quyền đấu rượu liên tục. Lâm Trường Quý thấy hai người họ chơi quá vui cũng vui lây. Do viên chủ bộ đang bận tiếp đãi Trương Huyện Thừa và Chu Giáo Dụ, còn phải chỉ phái người hầu thu dọn tiệc đàn, cho nên Lâm Trường Quý nhất mực ở bên cạnh tiếp đãi, xem Ôn Tư Lại và Nguyễn Tư Lại đấu rượu. Lâm Trường Quý chứng minh hai người này từ canh 3, từ canh 2 hoa quyền cho đến tiệc tàn gần canh 4, trong đó giữa chừng chỉ đi nhà xí có một lần, lại hai người cùng đi. Lâm Trường Quý đi theo, trở về lại tiếp tục đánh quyền đấu rượu cho đến khi tan tiệc mới cùng về. Lâm Trường Quý là phụ thân của nạn nhân, ông ta không thể làm chứng giả. Hơn nữa, lời khai của ba người tương hỗ ấn chứng, độ đáng tin cậy rất cao. Từ đó, Ôn Minh và Nguyễn Gia Lập có thể được bài trừ khỏi phạm vi hiểm nghi phạm tội. Hiện giờ, chỉ còn lại người hiểm nghi phạm tội cuối cùng, huyện Nho Học đề cử Tư Lại Giáo Dụ, Chu Mặc. Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.